quân vua của mày bị mã ăn rồi nhé. Tao thắng. Nhưng đây đâu phải quân mã của ông đâu. Ủa, quân mã của mình có màu đen cơ mà. Từ đâu chui ra quân mã màu xanh lá thế này? À, xin lỗi. Con này bên bàn cờ cả ngựa của tao chạy lạc quá. Ôi trời ơi, chắc Yoro tưởng quân vua kia là king của băng hải tặc Kaido nên nhảy vô đây để đánh nhau đây mà. Kiểm tra mà thêm một điểm không nữa thì tự giác ra đường mà ở nhé. Tao không nuôi đâu. Ôi không, kết quả kiểm tra nhỏ máu. Ơ, có đèn đần đồn này. Nhỏ máu của mày là nhỏ máu ô, chứ có phải kiểm tra bị không điểm đâu mà lại bỏ nhà đi thế. Cán bộ ơi, thằng con tôi bỏ nhà đi mấy hôm rồi. Lúc đi nó lấy xe cầu của tôi đi luôn. Bà cứ bình tĩnh, cho tôi đặc điểm nhận dạng để đăng tin tìm kiếm. Dạ, xe ô tô màu vàng, nhìn giống con chó à. Trời ơi, thằng con bỏ nhà ra đi mà ông bố chỉ quan tâm đến chiếc xe thôi à. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Thằng giò trong lúc xem phim liền quay sang bảo vợ. Con gái vén tóc lên đẹp kiểu khỏe khoắn. Vợ toàn để mái, không vén lên bao giờ nhỉ? Vì em không muốn, anh thấy chán em. Rồi, ôi. Cô vợ không muốn trông thấy chán hay là không muốn trông thấy chán đấy? Cho ăn một tô cơm trộn Hàn Quốc. Cho bẻ món giống ăn sáu. Okay. Cơm trộn Hàn Quốc quán đây. Còn đây là món giống ăn sáu của chị. Sao ngài lại gạ mì nướng cho hắn? Đừng tưởng là ta sẽ nhường bố nhé. Thì cậu là thủy tinh mà, được sau gì cậu cũng phải xuống nước thôi. Rồi ôi, người ta xuống nước để ở, chứ có phải xuống nước có nghĩa là nhường bố đâu. Muốn xem mặt chồng tương lai của mình là ai? Yes sir. Thế thì đơn giản, hãy nhìn vào trong quả cầu phép thuật này. Cô gái kia liền chăm chú nhìn vào quả cầu phép thuật. Nhưng cô ta chỉ thấy gương mặt của mình, chứ chả thấy ông chồng nào cả. Quả cầu này giống như tấm gương quá. Rồi ôi, thì ra cặp vợ chồng này có tướng phú thế nên nhìn xấu giống nhau thôi mà. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận.